Kính chào quý vị khán giả. So với năm ngoái thì số lượng các thí sinh dự thi đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì tăng hơn 10.000 người. Quý vị cũng có thể thấy thì tại cụm thi của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh á, thì các thí sinh có mặt từ rất sớm và ngay từ cổng trường có những cái đội tình nguyện như thế này kiểm tra lại các thông tin của các thí sinh và nếu có sai sót thì sẽ được xử lý ngay. Một trong những lý do khiến cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay thu hút đông đảo thí sinh đó là kỳ thi được tổ chức hai đợt và các thí sinh có thể tham gia cả hai đợt thi. Lý do thứ hai đó là năm nay thì kỳ thi cũng tăng số lượng điểm thi, có nghĩa là tính phổ quát của kỳ thi này rộng hơn. Thứ ba đó là số lượng trường đại học sử dụng kết quả của kỳ thi này để mà xét tuyển thì tăng lên. Nếu mà đợt 1 của em điểm cao thì chắc em không thi thêm đợt 2 nhưng mà. Có nhiều kỳ thi hơn, có nhiều cơ hội để xét tuyển hơn. Với lại mình làm không tốt đợt này thì mình còn đợt sau nữa. Các thí sinh này thì sẽ phải hoàn thành bài thi đánh giá năng lực trong vòng 120 phút và giải quyết 15 trang đề thi. Kết quả của đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 4 và đợt 2 của kỳ thi này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5. Xin trở lại trường quay.